ជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបជូនអំពីការវិវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបងប្អូននៅក្មួយក្មេងនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដំបូងក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមបំផុតជាមួយនឹងគ្រួសារសពរបស់និស្សិតខ្មែរយើងម្នាក់បង
Israel nơi Krom Hamas cao biệt ngay tìm bằng bờ khai đọc cho năm bì bọn ở phái bay cơ lòng yok ở cả này thưa cao bằng chế chôn bóng phôn chôn rung chết tặng ơ chỉ vì xe nít sát ra bỏ dương nâng vị trí bà rốt kmai đầm biên bọt tầm biên nơi khổng bật tế Israel cả đôi chế Krom Krosa nơi Campuchia tha sau vắt tập hiệp rồi bỏ vị trí bà rốt kmai chỉ vì xe nít sát ra bỏ dương tại cầm bông biên bọt tầm biên nơi khổng bật tế Israel cứ chế ạ tìm biếp khu bóng phốt rồi bỏ rì rò ta phì bà nơi khổng này nít រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលមានក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងកសិកម្មក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាស្ថាប័នចារកិច្ចក្រសួងការពិជិតនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាបានតាមដានសភាពការទាំងអស់ទាំងយុបទាំងថ្ងៃចាប់តាំងពីសភាពការផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបានខិតខំគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីធានានូវសវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនយើងនៅទីនោះនៅពេលដែលសភាពការផ្ទុះឡើងខ្ញុំបានបកគលភារកិច្
Đất tí ná, rộng trái dùng cả sự cảm. Nâng sát bàn, chả rắc cách dùng cả bị chết. Nâng sát bàn bẹp bọn, dành tiết. Rồi bỏ Campuchia, ở tùm nẹ tùm nông tam cực mặt chú bay chỉ môi sát bàn bẹp bọn, rồi bỏ bà tế Israel. Cả đôi chìa, rồi phúc xếm xếm, để dương miên tùm nẹ tùm nông bán nâu, cơ nông bà tế Israel, để rùa miên nì sách, nông bà chìa bà rạch dương đàn nâu tì nông. Cơ nông cô đã bày, tì mũi cứ cầm nát ở bàn, nâng chùm nuôn nâng tạ sinh nhán rồi bỏ bà chìa chôn khám á, để miên vọt tùm miên nâu Israel, chìa bà xe nì sách bỏ dương. Tì pì, phía dìm tùm nẹ tùm nông chìa môi nì sách dương, nâng bà chìa bà rạch dương nâu tì nông ở bàn cực cực nìa, nâng bây tà tù bàn bò rùm miên thà bộ kê sà vạt tà phiếp đôi ná. Nâng cầm nát thà bộ kê cầm bông thà sách nâng nông đồng bàn sà vạt tà phiếp rư đồng bàn cà hòm, nâng miên chùm nuôn. Nâng nông cả này, nâng miên nì sách cầm mai dương, nâng chìa chôn cầm mai dương, nâng dương cầm nát ở tạ sinh nhán nâng đồng bàn cà hòm. Cái tập phía dìm tùm nẹ tùm nông chìa môi nhà thọ Israel, nâng bây chùi sàng cruh nâng chân liệt bộ kê, tranh bì đồng bàn cà hòm, tự can đồng bàn sà vạt tà phiếp, ở bàn lươn bằng phát tam tại ai thơ tà bàn. Chỉ là tập hồn, cực trông mong bằng phát bực này, thằng ngày tự đọc khai tổ lá cho năm phí bọn mà phải bày. Dương, cầm nát bàn chùm đôn bà chư bà rọt, cầm ai nợ Israel, là miền vọt tập biệt tư tí đúc. Buôn rồi hai sợ bốn nẹ, bộp nâng xa xa bà nẹ để bàn xa lạp. Nói thằng ngày tự bằng phát khai đọc phí bọn mà phải bày. Nói khăn ông chùm nóng buôn rồi hai sợ bốn nẹ nút, dương bàn tẹ tông bàn. Buôn rồi hai sợ bốn nẹ, bố cứ tẹ tông bàn tặng ọc ní, mà đòn màu ní. Cứ phát tỏa tại mặt đó, đại bản chế âm phí sẽ bắt tập hiệp rồi bỏ bỏng phổ ổn. Hãy khăn ông chồng nào, buôn rồi hai sắp bốn nẹ nó, cứ miên bay rồi mà bay bay nẹ, bán trở lắp đó thì tăng sẽ bắt tập hiệp. Nhưng mà rồi xa sắp bốn nẹ, nơi thì tăng đại miên hai nịp hay nơi lấy, đại xa thì tăng đại miên, nơi lưu sâu, nơi cao bị dụt khỉa, mà đó mà cao nơi lấy. Rì rõ thà bì bà, giữa thà bán phẹp bọn rồi bỏ Campuchia, nơi bằng to tam đan dàng dốt chất tục đạn. Rốt đó là chiếc chân khám ai dương, nơi khổng bật tế Israel, group group, ban, đó đi, sở vật tập hiệp, group group kìa. Cách càng như này, cứ khiêm, có sâu một biểu nêu ở bóng bộ ôn khám ai dương, nơi bật tế Israel. Chỉ biết rằng, bộ ôn khám ai dương thì sạch bằng to dốc chất tục đạn, khổng nông ca, thay ra sở vật tập hiệp tỏa khổ lũn, nâng cổ rút ở bàn mơ mắt, trong phố hồ rõ ca này nôm, rồi bỏ ở nhà thơ Israel. Sự mối bóng bộ ôn ra sở phiếp sinh ngạc, nâng chưa chạy từ lưu sở vật tập hiệp rồi bỏ ở nhà thơ Israel. Này chưa mà chắc tiếc, khổng ca thần nia sở vật tập hiệp chung bởi chư bộ rõt thằng ọ. Rùm miên bởi chư bộ rõt Israel, nâng cực chôn chít đại rùa nơi lưu tức đầy Israel. Rùm thằng bóng bộ ôn khmai dương phong đài. Rõ thà bì bàl Israel ban bình chạy, chung bình đa bà tích, đại miên bởi chư bộ rõt nơi khổng nông bởi tích Israel. Thà Israel miên sở vật tập hiệp cực quản, khổng ca thần nia sở vật tập hiệp chung bởi chư bộ rõt cực rùm. Đại nơi khổng bởi tích, mình thà chôn chít Israel, rùi chôn bò rà tích tì. Hay rõ thà bì bàl Israel nâng bật ca chui, chôn bò rà tích. Đôi chôn chiết Israel bằng đài. Khi ông có chiết ở cả này, thay nhằm nói cùng, chung phù, xâm đại đại chú hôn sáng ở Tây Tạng này dựa rộm trầy, nơi vì trên ở trạng Campuchia. Hãy đồng, ổ bạn dựa rộm trầy gửi xuống, cả bỏ tế, dạ bật bật cao ơn ra chiết. Hãy đồng, rộm trầy gửi xuống, cả dưới cam. Hãy đồng, rộm trầy gửi xuống, ọp rung, dù chôn cây la. Mình trầy, chôn khắp phù, nơi sát bàn, sẵn thật sọc chiết, rồi bỏ dường. Cả đôi chiết sát hàn ai ở kẻ rốt tốt Campuchia, và chăm nơi vật tế tù ký. Nâng Egypt, công sâu kết thúc Campuchia nơi Israel. Ôn sợi,
ស្រីចាន់នេះដែលជាស្រ្តីខ្មែររៀបការប្តីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្អូនៗតំណាងនិស្សិតនិងនិស្សិតខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែលដែលបានរួមគ្នាជួយនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនិងការទំនាក់ទំនងចែករំលែកព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃសហការជាមួយអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលក្នុងការជួយសង្គ្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅទីនោះនិងនាំគេចេញពីតំបន់ហានិភ័យទៅកន្លែងតំបន់សុវត្ថិភាព ខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរជូនដល់ស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំកម្ពុជាដែលមានវិសេសស្ថាននៅបាងកកអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាសាលានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅអ៊ីស្រាអែលដែលផ្ដល់ការសហការនិងជួយដល់និស្សិតខ្មែរនៅទីនោះនៅក្នុងក្រមការលំបាកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការប្រយុទ្ធគ្នានឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខតាមរយៈការរកដំណោះស្រាយនៃការចរចាគ្នាជាជាងការប្រើប្រាស់អាវុធនិងការដោះលែង
dương tăng ốc nia tới rùm nia đâm bay thay ra xa ở bàn trên đại cát cũng ở cát miền ở lưới tức đầy Campuchia dương chỉ trong cầu chấm sông mình chạy chun chun rung chiết tăng ốc chỉ thay mà đòn tiệt thả sau bát tập tiếp ở bờ phía bờ rạch mai chỉ bị say nít sét ở bờ dương đại cầm bông miền bát miền ở trong bát tây Israel cứ chỉ ăn tập tiếp của bông phớt ở bờ đi ra ta bị bà Campuchia ở dương nâng bàn to tam đàn giang yêu kết thúc đã nâng chặt với tina ca chạm bạch nâng toàn pê và ni ni chỉ sẽ ca sạc ca chỉ môi nâng ở nhà thờ Israel nằm bay thôi giang ná thế này nơi sự vật tập hiệp chun bị chia bớt khăm ai dương chỉ biết say nít sét bỏ dương đại miền vật miền nơi khăn ông bị tịch Israel nơi bên này kiểm soát ở cùng